Tuổi Thân 2025, Phạm Thái Tuế, công việc, tài chính, sức khỏe, gia đạo như thế nào? Anh chị em đã biết là tuổi Thân mà gặp năm Tỵ 2025 thì năm Tỵ nó là Thái Tuế, mà tuổi Thân thì vừa hợp mà vừa hình Thái Tuế nữa anh chị. Thái Tuế thì chủ về cái sự thị vi, sự rắc rối, sự khó khăn trong công việc. Thường Phạm Thái Tuế thì người ta sẽ an vị cái bài vị Thái Tuế ở trong nhà hoặc là bỏ bóp. Thì cái này là của Quảng Tòng thiết kế ha, và đọc kinh, khai quang đọc kinh, cho nên anh chị em nào muốn thỉnh thì nhắn cho Quảng Tòng, chứ không có bán ở trên thị trường ha. Để không mất nhiều thời gian của anh chị em thì sau đây Quảng Tòng đi vào trong cái cung mệnh của tuổi Thân năm 2025. Đầu tiên thì cái cung mệnh của chúng ta nằm ở cái ngôi Mộc Dục. Ngôi Mộc Dục là một ngôi mà có cái năng lượng, cái khí trường rất là tốt. Mộc Dục nó chỉ về sự nảy nở, sự phát triển, sự lớn lên. Cũng có nghĩa là đào hoa, mà cung đối cũng là cái cung đào hoa. Vậy thì trong năm 2025 này, tuổi Thân chúng ta có duyên với người khác giới rất là nhiều ha. Thêm nữa là có cái ngôi sao Thiên Hỷ ở trong cung mệnh nữa, là biết đâu chúng ta năm 2025 này lại có nhiều cái chuyện vui đến với mình. Trong cung mệnh thì có cái ngôi sao là về Thiên Việt và Thiên Phúc, là những cái quý nhân giúp đỡ cho mình, âm quý nhân giúp đỡ cho mình, nâng đỡ cho mình. Nên tuổi Thân đầu năm 2025 này chúng ta có thể đi đền chùa miếu mạo, đi nhà thờ để chúng ta cầu an ha, cầu an một năm được may mắn, được thuận lợi. Thì ở nhà thì chúng ta cũng cầu nguyện với tổ tiên của Huyền Thất Tổ nhà mình giúp đỡ cho mình. Nó tại vì cái cung mệnh của chúng ta nó có những cái ngôi sao như vậy. Cũng trong cung mệnh là chúng ta sẽ có được cái ngôi sao Tấu Thư, là vui vẻ về giấy tờ, về học hành. Nên bạn nào mà còn đang đi học hoặc đang làm những cái công việc về giấy tờ thì nó sẽ rất là vui vẻ, rất là thuận lợi ha. Ngôi sao Thiếu Âm cũng là ngôi sao may mắn. Trong cái cung mệnh này chúng ta chỉ có cái ngôi sao Tức Thần là một ngôi sao chủ về cái sự trì trệ, ù lì và kém năng động. Chúng ta có thể làm như thế nào? Chúng ta có thể ra ngoài giao thiệp nhiều hơn, hoặc là phát triển chủ động trong công việc nhiều hơn. Cũng là do nói về trong cung mệnh cho nên nó vừa hợp vừa hình với lại Thái Tuế. Có nghĩa là tốt nó cũng tăng mà xấu nó cũng tăng. Vậy thì anh chị em chúng ta làm như thế nào để mà cái tốt của chúng ta nó tăng thì nó không nói rồi, nhưng mà cái xấu làm sao mà nó giảm xuống. Thì để hóa giải cái điều này thì chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn, nhẫn nhịn nhiều hơn trong cái công việc để mà cho nó được suôn sẻ, được thuận lợi. Tiếp theo thì Quảng Tâm sẽ đi vào trong chi tiết của những cái ngôi sao của trong cung công việc ha. Nằm ở cái ngôi là ngôi Long Đức. Ngôi Long Đức là một ngôi sao mà gặp hung hóa cát. Rồi bên cạnh đó nó có Thiên Khôi nữa, là ngôi sao mà dương quý nhân. Dương quý nhân thì bao gồm bạn bè, bằng hữu, cấp trên của mình, đồng nghiệp của mình cũng là những cái người dương quý nhân của mình. Cha mẹ cũng là dương quý nhân của mình. Trong cung công việc nó có cái ngôi sao Thiên Hư là chỉ về hư hỏng nè. Thiên Sát là bị gièm pha, bị nói xấu nè. Rồi đặc biệt là cái ngôi sao Đại Hao là hao tổn anh chị. Thì cái vấn đề này thì Quảng Tòng nghĩ rằng anh chị em chúng ta có thể nên chủ động hao tổn cho những cái việc mà phước đức, giúp đỡ cho bản thân mình nè, giúp đỡ cho gia đình, cho cha mẹ anh chị em, giúp đỡ cho những người yếu thế, để chúng ta gia tăng cái phước đức của mình lên. Thì chúng ta sẽ tận dụng được cái ngôi sao Long Đức để mà hóa giải gặp hung hóa cát, hóa giải những cái ngôi sao xấu, những cái điều xấu đến với chúng ta. Đây là cái ý nghĩa của ngôi sao Long Đức rất là hay ha. Quảng Tòng hy vọng là trong năm 2025 này anh chị em tuổi Thân chúng ta có thể tận dụng cái ngôi sao Long Đức này. Tiếp theo là về tài lộc. Về tài lộc của tuổi Thân, về tài lộc của chúng ta, nó nằm ở cái ngôi gọi là ngôi suy, mà tài lộc thì lại bị trực phù, bị thu thiệt. Rồi bị gặp ngôi sao Lực Sĩ Kình Dương, hữu công vô lao nè, vong thần nè, rắc rối lòng người khó đoán. Về tài lộc là chúng ta không tốt. Duy nhất là nó được cái ngôi sao là Thiên Quang, vậy là vẫn là Thiên Quang, Thiên Phúc nè, Thiên Khôi, Thiên Việt nè, là những cái ngôi sao về phúc thần và những cái ngôi sao quý nhân giúp đỡ cho mình. Cho nên việc mà chúng ta cầu nguyện với lại đầu năm chúng ta đi chùa, đi nhà thờ, đi đình đền miếu mạo là điều đó rất là tốt ha. Nó phù hợp với lại những cái bộ sao nó đi trong cái năm 2025 này. Cung tài lộc này có cái ngôi sao Quả Tú. Quả Tú là chỉ cho chúng ta là phải tiết kiệm. Là về tài lộc chúng ta phải tiết kiệm, chúng ta đừng có vung tay quá tráng, đừng có tiêu xài nó hoang phí, chúng ta phải tiết kiệm một chút. Chúng ta cái gì cần thì chúng ta sử dụng. Lúc đó chúng ta mới giữ được cái tài lộc của mình. Hoặc là chúng ta có đầu tư
chúng ta cũng đầu tư một cách có chừng mực trong cái tầm kiểm soát của mình, thì lúc đó nó mới ổn định. Đây là cái ý nghĩa của ngôi sao Quả Tú ha. Vậy thì tài lộc của mình nằm ở đâu? Tài lộc của chúng ta nó nằm ở cái cung mệnh ẩn. Tức là ngoài cái cung mệnh hiện ra như vậy rồi, nó còn một cái cung mệnh ẩn ở phía sau nữa. Cho nên anh chị em chúng ta làm thật nhiều việc phúc đức, chúng ta vừa lợi dụng được cái ngôi sao Long Đức nè, vừa thiên quan, thiên phúc, thiên khô, thiên việt, thì chúng ta sẽ có cái tài lộc đến với mình. Do cái tài lộc nằm ở cung Mão, Mão là hướng đông, vậy thì trong năm 2025 này, tuổi Thân chúng ta có thể đặt một cái tượng mèo thần tài ở hướng đông của ngôi nhà, của văn phòng của mình. Quả Tàu nhắc lại ha, chúng ta đặt một cái tượng mèo thần tài ở vị trí hướng đông, phía đông của ngôi nhà hoặc là văn phòng của mình, để chúng ta kích tài lộc trong năm 2025 này. Tình cảm gia đạo của chúng ta thì nó cũng có cái ngôi sao Thiên Trù, là coi như ăn uống gia đình cũng vui vẻ ha. Ở ngôi Lâm Quan nó rất vượng, cũng đẹp đẽ, cũng vượng, cũng có lộc ăn uống, như vậy là trong gia đạo nó cũng tốt đẹp chứ không có xấu. Rồi đối với lại những cái bạn mà tuổi Thân mà chưa có gia đình thì sao? Đối với những bạn tuổi Thân chưa có gia đình thì Quảng Tòng đã chia sẻ ngay từ đầu là chúng ta đứng ở cái ngôi Mộc Dục mà đi ra cung Thiên Di thì có ngôi sao Đào Hoa. Vậy thì tuổi Thân 2025 chúng ta hãy chủ động đi ra ngoài nhiều hơn ha. Chúng ta giao lưu, giao thiệp, đi ra ngoài nhiều hơn thì chúng ta sẽ tìm được người yêu, người thương của mình. Rồi biết đâu được cái ngôi sao Thiên Hỷ này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta kết hôn luôn trong năm 2025 này. Về sức khỏe thì chúng ta có cái ngôi sao gọi là Nguyệt Sát nè, ngôi sao Điếu Khách nè. À, về sức khỏe nó ở ngôi Không Vong thì tức là cái sức khỏe của chúng ta nó ít thôi, nó không có nhiều. Không Vong có thể gọi là không có luôn, tại vì nó vô khí. Cho nên đối với lại sức khỏe năm 2025 này, tuổi Thân chúng ta sức khỏe tốt ha. Nếu như chúng ta cần lưu ý thì lưu ý ở vị trí là mũi, mặt và ngón tay. Đó là những cái vị trí mà chúng ta cần phải lưu ý về cái bệnh tật sức khỏe trong năm 2025 này. Rồi, một lần nữa thì Quảng Tòng nhắc lại ha, việc phạm thái tuế thì chúng ta hãy xử lý nhẫn nhịn nhiều hơn, rồi chúng ta tu tập làm nhiều việc thiện để chúng ta tận dụng cái Long Đức, rồi Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiên Khô, Thiên Việt mà để hóa giải những cái điều xấu đến với chúng ta trong cái công việc cũng giống như trong cuộc sống. Còn nếu anh chị em nào muốn thỉnh thái tuế thì nhắn cho Quảng Tòng ha. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ Quảng Tòng, rồi sau Quảng Tòng sẽ làm sao hạn của từng tuổi. Anh chị em chúng ta có điều gì thắc mắc thì hãy comment, Quảng Tòng sẽ cố gắng giải đáp cho anh chị. Rồi chúc cho anh chị em chúng ta một năm 2025 thật sự là may mắn, tài lộc hanh thông đến với mình.